Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Thông điệp trăng rằm tháng 10 âm lịch dành cho các bạn là gì? Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lắp bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi thông điệp trăng rằm tháng 10 âm lịch dành cho các bạn là gì ha. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. các bạn tuổi một là những người đang trong giai đoạn thực hiện ha một cái điều gì đó mới hoặc các bạn đang có sự nhìn ngắm xem xét có thể là bạn muốn lên một kế hoạch dự án gì đó trong thời gian tới hoặc là muốn có sự đổi mới bản thân vân vân hoặc là có một cái chuyến đi nào đó trong thời gian này một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn đang dùng luật hấp dẫn để bạn có thể thu hút những cái điều mà bạn mong muốn khát khao đặc biệt các bạn đang thu hút tiền bạc đến với các bạn hoặc là bạn thu hút bạn mong muốn là cái công việc kinh doanh của mình nó được suôn sẻ thuận lợi ha buôn may bán đắt rồi đó và mình thấy các bạn là những người rất là thích giúp đỡ mọi người thích uh, chia sẻ thích hỗ trợ người khác ha um, và mình thấy là các bạn cũng sẽ được người khác hỗ trợ hoặc là sắp tới các bạn sẽ gặp được những cái quý nhân để có thể giúp đỡ tháo gỡ hoặc cho bạn những lời khuyên hợp lý ha mình thấy có thể một vài bạn các bạn cũng đã đạt những thành công thắng lợi gì đó hoặc là các bạn mong ước rằng cái kế hoạch sắp tới của các bạn sẽ nó sẽ có một cái sự gọi là thắng lợi và phát triển ha à, tuy nhiên thì hiện tại một số bạn các bạn đang cảm thấy khá là lo lắng hoặc là có một cái gì đó khiến bạn cảm thấy chán nản ha à, mỏi mệt hoặc là tinh thần của bạn nó không có dưỡng chắc, không có ổn định ha. một số bạn ở đây thì có thể là các bạn đang bị bệnh cho nên các bạn cảm thấy đuối sức ha hoặc là một vài bạn thì có những cái Điều gì đó mà bạn đang có sự nghi ngờ bản thân hoặc là có thể tiền bạc của bạn nó nó không có sự cân bằng cho nên là mình thấy các bạn có nhiều nỗi lo nỗi sợ. Nhưng mà bạn đang dùng luật hấp dẫn thì các bạn hết sức cẩn thận về cái suy nghĩ các bạn. Các bạn sợ càng nhiều bạn càng thu hút nó nhiều hơn. Cho nên những khi nào mà bạn sợ bất cứ điều gì thì bạn hãy có sự gọi là gạt phăng nó ra ha và khẳng định uh, Nhắm trong mình những cái lời nói mà mang tính chất khẳng định ha giống như là À, bạn sợ bạn thiếu thốn thì bạn hãy luôn có sự biết ơn à, bạn có sự đủ đầy ha bạn cảm thấy biết ơn trân trọng những giây phút hiện tại những gì bạn đang có hiện tại ừ. cần phải dập tắt những mầm mống của những sự tiêu cực ha thì cuộc sống của bạn hoặc là ước mơ của bạn nó mới có thể mau tới với bạn được ha Thế là như vậy và chiến thắng mà gọi là vang dội nhất của bạn đó chính là chiến thắng bản thân của mình ha cho nên là hãy cố gắng chiến thắng cái bạn ngã cái nỗi sợ ha hoặc là những cái sự dây dưa mệt mỏi gì đó trong tâm trí tinh thần các bạn à, và ở đây mình thấy một số bạn các bạn được khuyến khích là đừng có để bản thân trong trên rồi mình rơi vào những cái um, vấn đề à, giống như là à, liên quan đến những cái sự dựa vào những cái thế lực tâm linh ma giáo gì đó để cầu khẩn để mình có tiền các bạn thì các bạn nên uh, ngừng lại ha bởi vì những điều này không tốt cho các bạn à, và mình thấy thành công thắng lợi của bạn đang tới ha và bạn chỉ cần vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này thôi không cần phải vay mượn gì cả Ha, bạn vay còn phải trả và trả cái giá rất là đắt cho nên là tốt nhất mình nên dựa vào chính bản thân mình và cầu xin ơn trên kết hợp với thần thánh với các thiên thần đặc biệt thiên thần Michael sẽ hỗ trợ cho bạn bảo vệ cho các bạn khỏi những cái điều gọi là ma giáo hoặc là những cái người có sự gọi là tấn công tâm linh các bạn ha, bằng những cái lời nói những sự gọi kinh chê hoặc là những cái sự gọi là chúc giận gì đó thậm chí dùng những cái điều gì đó để khiến cho tâm hồn của bạn bất ổn ha các bạn hãy cầu xin với ngài ha mỗi ngày à, và buổi sáng bạn thức dậy và buổi tối bạn đi ngủ hãy nhớ đến các thiên thần thiên thần Michael là thiên thần à, có thể chữa lành hoặc là giải quyết những cái tiêu cực hoặc là những cái vấn đề liên quan đến ma giáo này ha và thiên thần Raphael là thiên thần giúp cho các bạn có sự được chữa lành về mặt sức khỏe tinh thần cảm xúc vân vân thiên thần Gabriel hỗ trợ cho các bạn có khả năng ăn nói trở nên gọi là trôi chảy thuận lợi, hoạt ngôn hơn và biết mình nên nói gì để có được cái sự đồng tình đồng thuận của mọi người ha, à, mình thấy là như vậy. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn cẩn thận với trong cái việc gọi là giao dịch tương tác với người khác cẩn thận bị người khác bỏ bùa, ha, bỏ thuốc mê, à, chơi ngãy gì đó vân vân. Ừ. Bởi vì đây là giai đoạn hơi hỗn loạn một chút cho nên có nhiều người vì tiền mà bất chấp thì các bạn phải biết bảo vệ bản thân của mình và gia đình các bạn nha ừ. thông điệp trăng tròn rằm tháng 10 âm lịch dành cho các bạn còn nếu như các bạn nào đã lỡ ha đã lỡ gọi là dướng vào những cái um, sự dây mượn uh, tâm linh này thì hãy cầu xin thiên thần michael giúp cho bạn có thể cắt đứt cái sợi dây liên kết này ha và cái sự um, thay đổi và không nên uh, có sự ở gần những cái điều này nữa ha. Là làm nhiều việc lành phước đức, thiện lành hơn thì nó sẽ giúp cho các bạn ha, giúp cho cái nguồn năng lượng hoặc là giúp cho cái tài nguyên của bạn nó có sự trôi chảy thuận lợi trở lại ha, mình thấy là như vậy. Hoặc là trong thời điểm này ai đó mời gọi bạn hợp tác kinh doanh với lợi nhuận khủng, lợi nhuận cao thì cẩn thận coi chừng bị gạt bị lừa nha. À, mình thấy có thể là lời nói của họ rất là thuyết phục đó thậm chí có thể là sẽ đưa bạn lên mây ha và đôi khi thậm chí khả năng dùng một cái uh, sự trợ giúp gì đó của uh, vấn đề ngãi đó cho nên là có thể là bạn sẽ rất là dễ dàng nghe theo ha mình thấy các bạn nên tỉnh táo nha đó mình thấy là uh, một cái kết quả tốt đẹp đang đến với các bạn rồi các bạn chỉ cần hợp tác cầu nguyện tin tưởng đồng thuận và có sự kết hợp với thần thánh thôi. Bạn không cần chơi với thế lực ma quỷ nào hết. Ha, chỉ có thần thánh, chỉ có thiên thần Michael mới có thể diệt quỷ được. Ha, diệt uh, tận gốc. cho nên các bạn hãy kết hợp với các ngài. Bởi vì mình thấy một cái kết quả tuyệt vời đang đến với các bạn rồi nha. Ở đây mình thấy các bạn được uh, nhắc nhở đừng để quá khứ uh, cản trở các bạn. Ha, hoặc là đừng để những cái mối quan hệ độc hại nó khiến cho bạn bị uh, Uh, tiêu cực hoặc là bị gọi là mắc bẫy Hoặc là bị gọi là xiền xích ha, Đây là thời điểm mà các bạn nên có sự giải phóng Những cái điều độc hại trong cuộc sống của mình Thậm chí là cái thói uh, quen Hoặc là cái lối sống uh, độc hại Như là bạn hay thức khuya Hoặc là các bạn gọi là ăn uống không lành mạnh Vân vân Một số bạn ở đây mình thấy các bạn đang bị uh, Suy nghĩ nhiều, ha, bị thách thức Các bạn còn phải có sự thay đổi rồi Nhưng mà các bạn vẫn còn uh, um, có sự gọi là lần lựa dây dưa vào những hoàn cảnh cũ những cái điều tiêu cực ha, cản trở cái bước tiến các bạn thì đây là thời điểm mà các bạn nên có sự đối mặt ha để giải quyết nó hoàn toàn à, và khi mà bạn để những cái quá khứ ở lại ha những điều không phù hợp ở lại thì cuộc sống của bạn nó dễ dàng hơn và an toàn hơn đó và cái sự thay đổi này là sự thay đổi mang tính cách an toàn cho các bạn tốt đẹp cho các bạn ừ, hãy có một cái sự gọi là khẳng định rằng bạn giải phóng quá khứ ở đây ừ và cái mối quan hệ toxic nào đó của bạn là mối quan hệ nghiệp quả cho nên là đôi khi các bạn cảm thấy rất là mỏi mệt tiêu cực thì đây là thời điểm các bạn có sự dứt khoát với nó và không còn bị à, bị nó ảnh hưởng nữa ha có thể là mối quan hệ đó đã diễn ra rất là nhiều kiếp rồi và các bạn có những bài học ha à, tuy nhiên thì đã đến lúc mà các bạn cần phải không phải chịu đựng nữa rồi ha ừ. các bạn được tự do các bạn được giải phóng và có thể là mình thấy bạn tỏ ra cái sức hấp dẫn khiến cho ai đó có thể bị ám ảnh bởi các bạn đó và bạn hãy nhớ rằng nếu như bạn luôn làm những việc bạn luôn làm thì bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn luôn có và không có một cái sự gọi là đổi mới à bạn muốn có những thứ mới ha có nguồn tiền mới thì bạn bắt đầu phải sự thay đổi tư duy cách nhìn và cái hướng đi à, con đường của cuộc sống mình rồi ha, thay đổi bản thân của mình rồi ừ. ở đây thì mình thấy à, cái sự gọi là tự tin là chuẩn ha là đúng với các bạn nhưng mà trong cái giai đoạn trăn uh, trở này có thể là nó sẽ khuếch đại lên trở thành một cái sự hơi bị uh, tự phụ, tự cao cho nên các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự kiểm soát cái vấn đề này ha bởi vì nó sẽ ngăn cản cái thành công của các bạn đó ha. Hãy suy nghĩ và hãy lan tỏa tình yêu và sự tốt đẹp nhiều hơn, đây mới chính là cái giải pháp cho cái tình thế tiến thoái lưỡng nan của các bạn. Ừm. Uhm. Đây là lúc mà các bạn cần tìm sự cân bằng giữa nhu cầu của bản thân và nhu cầu của những người xung quanh. Ha, điều này sẽ giúp ích cho cái mối quan hệ của các bạn đó. Ừ. Ngoài ra thì à, ai cũng đều quan trọng như nhau. Các bạn được khuyến khích hãy có sự đối xử với mọi người một cách cân bằng, Ha, tốt đẹp. Ừ. Và nếu như các bạn để cái tôi của mình quá cao thì có khả năng là sẽ mất đi những mối quan hệ chất lượng hoặc là gây tranh cãi với những cái người bạn tốt của các bạn và có sự kết thúc ở đây. cho nên các bạn đừng khuyến khích, hãy đừng để bản ngã nó dẫn dắt các bạn. ha à, hãy luôn chân thành, hiền hòa, hài hòa à, và luôn cân bằng, à, biết gọi là yêu thương bản thân nhưng cũng biết gọi là đối xử quan tâm, à, hòa nhã với mọi người. ha kỹ vậy. ở đây mình thấy các bạn có một cái lá bài rất là đẹp nè. ha luck à, is on your side ừ là may mắn đang ở bên bạn rồi ha, đang đứng về phía bạn và ở đây có thể một số bạn có bạn cũng hay thấy con số thiên thần một 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 các bạn có thể lên google, google search con số này nha bởi vì đây cũng là một cái tín hiệu tốt cho các bạn ha. khi bạn bắt đầu có điều gì đó nó sẽ mang tính chất thành công mà bạn có được cái sự tự do, sự thoải mái, sự vui vẻ, sự thuận lợi thậm chí một số bạn có những cái, cái niềm vui về gia đình ha, về nhà cửa nữa đó và bạn muốn à, mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó thay đổi tốt hơn thì bạn cũng phải thay đổi tốt hơn ha cuộc sống của bạn chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi mà thôi ở đây mình thấy những cái may mắn sẽ đem đến cái niềm vui cho các bạn các bạn luôn có sự nở nụ cười trên môi ha à, các bạn sẽ có được cái khoảng thời gian vui vẻ sau cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy chán nản à, các bạn sẽ có cái sự nâng cao cái nguồn năng lượng phiêu lưu và thậm chí sẵn sàng chấp nhận một vài rủi ro nhưng à, ở đây bạn hãy cẩn thận Ừ, bạn đừng quá đặt cược bản thân vào những cái điều gì đó mà bạn không hiểu được, không rõ được các bạn cần hết sức tỉnh táo trong thời điểm này, đừng quá mạo hiểm ừ. và ở đây mình thấy một số bạn thì có thể là bạn sẽ được trao đổi những ý tưởng lớn với người khác hoặc là đã đến lúc bạn phải thay đổi suy nghĩ về một cái điều gì đó quan trọng ha ừ một số bạn thì sẽ có một cái chuyến đi xa sắp tới ha à, nếu như bạn uh, đang cố gắng đạt được nó thì bạn sẽ có được ha à, bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo sẽ là một cái loại quà tặng nào đó cho các bạn ừ. ngay cả khi nó đơn giản có nghĩa là sự mở rộng tầm nhìn thế giới của các bạn ha các bạn được khuyến khích hãy có sự đếm phước lành của bạn theo nghĩa đen viết nó ra và nói to ha ừ. và còn phải cười nhiều hơn nữa ha đây là thời điểm tuyệt vời để bạn bắt đầu một cái khóa học hoặc là tham gia vào một cái lĩnh vực nào đó học hỏi nâng cấp bản thân hoặc là thu thập thông tin nhiều hơn ừ. hoặc là bạn nào các bạn muốn trở thành một người giảng viên giảng dạy giáo viên gì đó thì bạn có thể ha, làm được cái điều này ừ. và hãy biết cho đi biết chia sẻ ha, cân bằng với sự cho và nhận đừng có trở nên gọi là hẹp hòi ha, đừng uh, các bạn uh, nên có một cái sự gọi là hài hòa sợi Sợ lỡ trời cho so đo trời tính ha cho nên là mình thấy các bạn càng hào phóng các bạn càng vui vẻ phấn chấn các bạn không có quá kìm hãm bản thân hoặc là có sự gọi là à, luôn giữ cho riêng mình mà không biết um, hỗ trợ hoặc là chia sẻ hoặc là giúp đỡ cho người khác thì à, bạn khó có thể gọi là khiến cho cái dòng chảy thịnh vượng của bạn nó xuôi thuận được nó sẽ bị tắc nghẽn liền ha kiểu như vậy và bạn có thể gọi là thu hút những điều tốt đẹp nhất nếu như bạn luôn có sự mong đợi nó đến với các bạn và luôn suy nghĩ trong đầu về nó ha và ở đây mình thấy có một cái kết quả khả quan cho cái tình huống gì đó các bạn một cái chiến thắng ừ, ở đây ở đây mình thấy là một cái kết quả đôi bên cùng có lợi ha sẽ diễn ra một số bạn sẽ có cái sự hợp tác hoặc là có sự gắn bó mật thiết với một ai đó À, một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ có sự kết thúc những cái mối quan hệ độc hại để bạn bắt đầu mối quan hệ gọi là nó mang tính chất lành mạnh hơn cho các bạn ha hoặc là một vài bạn có thể là các bạn sẽ tiến đến cái giai độ giai đoạn gọi là cam kết vững chắc hơn trong tình cảm nếu như các bạn đang trong một mối quan hệ tốt đẹp ừ. và bạn cần phải nhớ là mọi người đến với bạn đều có lý do ha và đôi khi chỉ trong một khoảng thời gian thôi ừ. Nếu như các bạn đang ở trong mối quan hệ đang kết thúc thì điều đó là đúng đắn. À, và bạn đừng cố gắng chống lại nó ha. À, bởi vì nó cần phải xảy ra vì những cái lý do nào đó để giúp cho các bạn có sự thức tỉnh giác ngộ và biết suy nghĩ hơn trong tình yêu. Và trong những cái mối quan hệ uh, trong công việc á thì các bạn được khuyến khích hãy cái sự cân bằng cái tôi của mình với nhu cầu của người khác ha. Một cái kết quả đôi bên cũng có lợi có thể xảy ra khi mà bạn có sự cân bằng giữa sự cho và nhận. Ừm. Uhm và mình thấy câu hỏi gì đó của các bạn sẽ được trả lời thông qua uh, những cái kiến thức mà bạn dung nạp được hoặc thông qua những lời nói, sự chia sẻ, lời khuyên từ ai đó ha và hãy buông bỏ những gì uh, đã rời đi uh. và bạn được khuyến khích hãy nhìn người khác bằng con mắt yêu thương điều đó nó sẽ thay đổi quan điểm của các bạn ha đã đến lúc bạn phải đưa ra cái quyết định chắc chắn và đã đến lúc bạn nên tập trung vào bản thân ha hãy chăm sóc bản thân nhưng mà tránh cái sự gọi là ảo tưởng hoặc là phù phiếm hoặc là tự cao ha và đây là cái thời điểm tuyệt vời để bạn có thể thay đổi thay đổi cái cái diện mạo cái uh, uh, dáng vẻ bên ngoài của các bạn đó ha một số bạn nếu như các bạn muốn uh, uh, lên kế hoạch để tập thể dục giảm cân hoặc là làm cho bản thân mình trẻ hơn đẹp hơn hay gì đó thì đây là cái thời điểm tốt tốt cho các bạn để có thể thực hiện cái điều này ha và bạn nào có những cái cuộc đàm phán gì đó thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn cho các bạn ha nó thuận lợi hơn và ở đây thì mình thấy những giấc mơ của bạn những cái ước mơ gì đó của các bạn cần phải có một cái kế hoạch cụ thể ha và thực tế nha đôi khi có thể là bạn mong chờ một cái phép màu nhưng mà đôi khi thì bạn cần thực tế và có một cái sự tạo ra cái sự kết hợp giữa cả hai ha? và bạn có thể dùng luật hấp dẫn hoặc bạn có khả năng thu hút cái điều bạn mong muốn ha, nhưng mà bạn cần cân bằng điều đó với việc thực hiện các bước thực tế hướng tới mục tiêu của mình. Ừm. Uhm. Đây là thời điểm mà các bạn nên viết ra một cái bản danh sách ha, những cái gì mà bạn muốn thực hiện và bạn thực hiện nó như thế nào, các bước sẽ ra làm sao ha, bạn càng cụ thể càng chi tiết thì cái con đường mà đạt đến cái khát khao đó nó sẽ nhanh chóng hơn. À. Và nếu như bạn đang có những vấn đề thắc mắc về vấn đề tài chính ha thì đây là một cái sự báo trước, một cái sự thay đổi về vận may tài chính tùy thuộc vào những cái hành động trong quá khứ của bạn cũng như những cái mong đợi của bạn ha. Ừ. Và bạn sẽ thu hút nó một cách dễ dàng hơn đó. Và bạn hãy viết ra 10 điều à, bạn biết là tuyệt vời ha ở chính mình nha. Ừ. bạn cũng phải biết trân trọng bản thân của mình là bạn biết rằng bạn xứng đáng có được những cái điều à, phép màu ha, những cái điều tuyệt diệu mà vũ trụ mang đến cho các bạn. Ừ. một số bạn các bạn đang cảm thấy hơi bị lười biến ha có thể là bạn ở trong cái trạng thái nó sự mệt mỏi mệt nhòi không muốn làm gì hết hoặc là muốn giảm cân nhưng mà lại không có cái động lực thì đây là thời thời gian để bạn có thể thay đổi cái điều đó rồi ha ừ. các bạn cần phải theo đuổi ước mơ thì tiền bạc nó sẽ kéo theo các bạn chứ các bạn có sự gọi là uh, chạy đuổi theo đồng tiền ha. thì bạn sẽ bị kiệt sức rất là nhiều ha và nó không có bền chắc khi mà bạn theo đuổi ước mơ thì bạn sẽ tạo ra được những cái cơ hội hoặc là những cái may mắn, những cơ hội kiếm tiền nó lại mang đến cho các bạn nhiều cái sự tăng cao mặt tài chính hơn. Ừ. Bạn hãy biết rằng ghen tị hay là đố kỵ nó sẽ tạo ra cái nguồn năng lượng tiêu cực và thu hút sự tiêu cực. Ha, cho nên mình cần phải hạn chế và tuyệt đối đừng để bản thân của mình rơi vào cái trạng thái này. À một số bạn thì như mình nói đó cần phải tập thể dục nhiều hơn nha. ông thôi, có khả năng một số bạn sẽ sanh ra cái vấn đề như là mình có sự gọi là bỏ lơ bản thân, thì có thể bạn sẽ có những cái sự tăng cân bất ngờ đó. Còn nếu như các bạn giảm cân thì sẽ thành công. Nha. Đây là thời điểm cũng gần tới những cái lễ lớn như là Giáng sinh rồi Tết, đồ đó ha. Cho nên thôi bây giờ là thời điểm tốt để mình tạo ra một cái dáng vẻ đẹp đẽ ha vào mùa xuân này. Ừ. ở đây các bạn được khuyến khích hãy can đảm và hãy thực hiện những cái bước đi đầu tiên ha. Ừ. ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có một cái sự gia tăng cái ý chí cái sự mạnh mẽ để bạn có thể gọi là um, tìm ra được những cái giải pháp hoặc là những cái ý tưởng ha, để bạn có thể gọi là thực hiện cái điều bạn mong muốn à. ở đây nếu như bạn đang lo lắng về một cái tình huống nào đó thì bạn nên bớt thụ động lại ha. thay vào đó bạn hãy có lập trường quyết đoán à và bạn có khả năng gọi là điều khiển hoặc là có sự leo lái được cái sự kiện theo hướng bạn mong muốn ha hãy lên tiếng cho những gì bạn muốn và mình thấy một số bạn các bạn sẽ được thăng chức hoặc là bạn sẽ trở thành một cái người mang năng lượng của một nhà lãnh đạo một người tiên phong một người dẫn dắt ha bạn hãy biết rằng bạn đang làm chủ số phận của mình hãy mạnh dạn khẳng định cái điều đó và làm theo trái tim và cảm xúc của bạn và ở đây các bạn được nhắc nhở là tránh liều lĩnh hoặc là di chuyển quá nhanh ha bây giờ là lúc để bạn hành động rồi ha và bạn sẽ được ơn trên hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều ha để bạn đạt được cái nguyện vọng ước mơ mà bạn khát khao mong chờ còn nếu các bạn dây dưa bạn không làm gì hết thì không có gì xảy ra hết ha một cái sự thúc giục ha được ơn trên và wow, ở đây mình thấy các bạn sẽ đạt được cái sự trọn vẹn nè ha à, có niềm vui về gia đình hoặc là một số bạn sẽ tiến đến kết hôn ha hoặc là một vài bạn có thể gặp được một cái người ý trung nhân uh, xứng đáng kể dài hoặc là những cái vấn đề về gia đình của các bạn sẽ được giải quyết sẽ có sự hòa thuận sẽ có sự gọi là uh, gắn kết hơn mật thiết hơn hoặc là một số bạn đi đám cưới rất là nhiều trong thời gian tới các bạn có lát bài liên quan đến vấn đề nhà cửa ha một số bạn có thể là có nhà mới À, hoặc là một số bạn sẽ di chuyển đến một cái nơi tự do hơn tránh xa được những cái người tiêu cực mỏi mệt ha một vài bạn ở đây có thể có những cái Thăng hoa trong cuộc sống hoặc là những cái thành công thăng tiến gì đó và các bạn được khuyến khích đừng ngủ quên trong chiến thắng ha hãy cứ tiếp tục thực hiện và làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ có một cái sự thành công nối tiếp thành công và ở đây thì như mình nói các bạn khi nào mà các bạn cảm thấy là Bản thân của mình cảm thấy bế tắc quá ha, mệt mỏi quá thì hãy đi làm từ thiện, hãy tạo phước đức nhiều hơn để mở ra cái dòng chảy thịnh vượng trù phú ha. Ở đây mình thấy một số bạn các bạn hơi có một sự khép mình ha, có sự gọi là kìm hãm bản thân, không có cởi mở với người khác hoặc không cởi mở với ước mơ của mình. Không muốn thực hiện thì khó có thể có được những cái điều này nhưng mà sẽ rất là uổng phí bởi vì thời điểm này là thời gọi là thời của bạn đã tới rồi đó nhưng mà nếu bạn không uh, nếu như có quạt nó có thể là vận may của bạn nó đang gọi là gõ cửa nhưng mà bạn không chịu mở cửa thì nó không có thể nào mà gọi là ù vào cuộc sống của bạn được ừ, nó sẽ bỏ đi đó ừ. Một số bạn ở đây là có nguồn tiền, nguồn tài chính của bạn có sự an toàn hoặc là các bạn sẽ có thể có những cái hợp đồng sẽ có những cái sự ký kết gì đó mà mang tính chất đôi bên cùng có lợi ha, được rót vốn đầu tư ha hoặc là tài chính của bạn nó được tăng cao như mình nói. Hoặc là một vài bạn tìm được những cơ hội kiếm tiền mới hay là bạn rời khỏi công việc cũ và nhận được một cơ hội công việc mới mà nó giúp cho bạn có được niềm vui, niềm hạnh phúc cũng như cái sự trọn vẹn, sự hoàn thành những ước mơ à, ngoài ra thì có những thông điệp những tin tức sẽ đến với các bạn ha ừ. các bạn được khuyến khích kiên nhẫn kiên trì ha đừng có vội vàng hấp tấp bởi vì dục tốc thì bất đạt ha mình thấy là như vậy và trong thời điểm này chạy xe cẩn thận ha để tránh vấn đề gọi là liên quan đến giao thông như hỏm ra mình nhắc nhở đó ừ. cẩn thận một chút về vấn đề này mình thấy các bạn sẽ chiến thắng một cái trải bài rất là tốt cho các bạn tụ một ha các bạn nên có một sự gọi là ghi nhớ những cái lời cảnh báo những cái lời nhắc nhở từ ân trên để bạn có thể đạt được ước mơ của mình hoặc là cuộc sống của bạn đang chuyển động theo cái hướng tốt rồi không à, ngoài ra thì mình thấy các bạn cũng nên có sự tiếp nhận học hỏi từ những người khác kinh nghiệm của người ta để bản thân của mình trở nên tự phụ cái gì mình cũng nghĩ là mình biết nhưng mà thực sự đôi khi mình cũng cần phải lắng nghe những kinh nghiệm những trải nghiệm từ người khác là từ đó mình rút kinh nghiệm cho bản thân để đỡ phải gọi là rơi vào cái giai đoạn thất bại như người ta hãy học hỏi từ thành công cũng như những thất bại của họ thì bạn sẽ tránh được rất là nhiều điều rủi ro ha một số bạn thì mình thấy các bạn sẽ di chuyển được nha nếu như bạn sẽ có khả năng là đi đâu đó được nè nếu như bạn đang mong ước sẽ có chuyến đi nào đó chẳng hạn Ừ hoặc là có khả năng là bạn nào muốn kết hôn thì có khả năng là nó nó đang đến với các bạn rồi ha mọi thứ đang gọi là sẵn sàng rồi đó à. nhưng mà mình thấy các bạn đừng có mong chờ mà các bạn nên tận dụng thời điểm này bạn nên gọi là à, phát triển gia tăng tài chính của mình trước ha thì mọi thứ cũng sẽ yeah, theo cái nguồn năng lượng tươi mới này của bạn sẽ chuyển đổi và nó sẽ may mắn cả về nhiều mặt cho các bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi à, uh, thông điệp trăng rằm tháng 10 âm lịch dành cho bạn là gì ha. Uh, và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tù 2 ở đây mình thấy các bạn tù hai là những người à, có thể dạo gần đây các bạn cảm thấy mỏi mệt hoặc là trong cuộc sống của bạn các bạn đang cảm thấy bất lực về một cái điều gì đó ha mọi thứ có vẻ nó hơi đi xuống và bạn cảm thấy không biết tại sao hoặc bạn cảm thấy mong lung về tương lai phía trước các bạn sợ hãi những cái nỗi sợ cũ nó dấy lên trong bạn một lần nữa trong tình yêu hoặc là trong công việc ha. hoặc cả hai mình thấy là như vậy ừ. tuy nhiên thì mình thấy là có thể cuộc sống của bạn á, có những cái sự kết thúc gì đó nhưng sự kết thúc này nó sẽ mang đến cho bạn cái kết quả thắng lợi ha à, con chim phượng hoàng lửa bay lên từ đóng cho tàn à, dạ gần đây một số bạn các bạn sẽ thấy rất là nhiều những hình ảnh liên quan đến à, chim hoặc là phượng hoàng ha công đồ đó ừ. một cái sự thay đổi lớn gì đó sắp đến rồi ha ngoài ra ở đây thì mình thấy các bạn nên nghỉ ngơi à, đôi lúc vì có khả năng là có những điều gì đó mình không có kiểm soát được thì mình đành phải xuôi theo dòng thôi chứ sao giờ ha đừng có làm uh, kìm hãm bản thân hoặc là đừng ép bản thân mình gọi là phải lo lắng phải nghĩ ngợi phải buồn nữa ừ. hãy tập trung vào những gì mình còn nắm giữ được tập trung vào những cái gì gọi là mang đến cho mình niềm vui sự lạc quan sự tích cực đây là thời điểm các bạn nên nghe nhiều những bài nhạc truyền động lực ha. Ừ. thư giãn thoải mái thì nó sẽ giúp ích được cho bạn nhiều hơn là các bạn lo lắng quá nhiều các bạn càng lo lắng thì cái nỗi sợ đó cái sự lo lắng đó nó càng đến với các bạn nhiều hơn à một số bạn vào gần đây các bạn hay ngủ mơ ha à, đó mình thấy một số bạn là các bạn càng lo lắng thì bạn càng có nhiều nỗi sợ ừ. và những cái điều này nó sắp kết thúc rồi ha để mở ra cho bạn một cái chương mới có thể là một cái điều gì đó đang tốt đẹp Đến với các bạn nhưng mà bạn cần phải kết thúc cái chuỗi ngày mệt mỏi hoặc là cái chu kỳ cũ rồi ừ. một cái ánh sáng được gọi là hé lộ ở đây ha ừ. bình minh lại đến sau cái màn đêm à, đen tối ha mình thấy như vậy một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn đang lo lắng vấn đề tài chính đó ừ. có thể là tài chính của bạn nó không có ổn định ha? nó bị trông trên hoặc là một vài bạn có thể là những cái điều mà bạn quan tâm bạn quan trọng thì nó có vẻ nó không có còn gọi là bền dững nó không có còn ổn định như lúc trước cho nên là mình thấy tinh thần của bạn nó có vẻ hơi bị sa sút là như vậy ừ. Và ở đây đôi khi bạn cũng thấy có một cái sự cảm thấy chán nản thất vọng và chỉ muốn gọi là không muốn làm gì hết hoặc là rất là có một cái sự phòng vệ bản thân ở đây một vài bạn có bạn có sự mong lung rất là nhiều luôn cái mông lung của bạn nó bị gia tăng gấp đôi đặc biệt trong cái mùa trăng tròn này đó à. nhưng mà bạn được khuyến khích bình tĩnh lại cân bằng lại ừ. mọi thứ nó không có tệ những gì bạn nghĩ và bạn không có bị gọi là rơi xuống nước hoặc là bạn không có chạm vào những cái sự gọi là khó khăn nhiều đâu Bạn được ơn trên vũ trụ nâng bạn lên cao nè Bạn được bảo vệ nè ừ. Chỉ là những cái thứ này nó đến Để giúp cho bạn có một cái sự Đối mặt với vấn đề của mình và giải quyết nó triệt để ha Hoặc là để cho bạn tìm ra được một cơ, cơ hội mới Phù hợp với bạn ha Giúp cho bạn có sự gọi là đổi mới Hoặc là phát triển một cái điều gì đó Tốt đẹp hơn nữa ừ. Một số bạn thì có thể là bạn đang gọi là kết thúc công việc cũ ha Kết thúc tình yêu ừ. Có nhiều điều khiến bạn lắng lo về tương lai phía trước và trong cuộc sống của bạn những gì mà đã rời đi Thì có nghĩa là nó không còn phù hợp với năng lượng các bạn Thì bạn nên có sự gọi là buông bỏ ừ. Và tập trung vào bản thân ha. Một số bạn ở đây mình thấy uh, Trong thời điểm này các bạn nên tránh xa những người tiêu cực Hoặc là những người muốn uh, tranh cãi với các bạn Bởi vì có khả năng là bạn sẽ gặp Xua uh, rủi bởi những người này Kiểu như là họ sẽ có những hành động không có kiểm soát được Họ gây hại cho các bạn Cho nên mình nên gọi là tránh xa những người này Hoặc là trong giai đoạn này chạy xe cẩn thận Và ngoài ra thì hãy lấy cái sự dĩ hòa di quý ha. hãy hài hước hãy vui vẻ chứ đừng có gây chuyện trong thời điểm này ha. bởi vì nó sẽ gây cho bạn cái sự gọi là bế tắc đó ừ. thời điểm này mình chưa đầu óc của mình có sự hơi bị mê mụi hoặc là khó chịu hoặc là mình không có thể điều chỉnh được không có sự lý trí không có sự tỉnh táo thì tốt nhất là mình nên ít nói lại ít nói làm nhiều hoặc là tập trung vào việc gọi là chấn chỉnh bản thân Đó mặt với vấn đề của mình để giải quyết uh, một cách uh, triệt để những cái điều mà bạn đang cảm thấy uh, trên vên và có sự gọi là bắp bên này và mình thấy các bạn có thể là thấy rất là nhiều con số lặp hai hai ha uh, và ở đây mình thấy các bạn có lá này là lá hai tiền nè và hai kiếm nè tượng trưng cho sự cân bằng cần phải cân bằng trong thời điểm này mm giống như mình chạy xe, ha xe chạy quá nhanh thì mình cũng phải giữ cho mình một cái sự cân bằng để không thôi mình sẽ uh, khó chịu và tổn thương. ha và giống như bạn là một hành khách thì bạn phải phụ thuộc vào cái chuyến xe đó rồi, ha, phụ thuộc vào cái người tài xế rồi thì bạn bắt buộc phải giữ bình tĩnh. Ha, đó là điều bạn cần. Ừ. ở đây một số bạn các bạn nên tập thể dục nha để tránh vấn đề về xương khớp nè. Ừ hoặc là các bạn nên cẩn thận bảo vệ đôi mắt của các bạn nè hoặc là đi đâu đó nhớ đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe của mình đây là thời điểm mà bạn không nên có sự vọng động hoặc không nên đưa ra những cái uh, hành động gì đó mà chưa suy nghĩ kịp chưa có sự tỉnh táo hoặc là đưa ra những lời nói mình khó có thể gọi là kiểm soát được và mình thấy là nó cái cái vấn đề của các bạn nó đi theo cái uh, kế hoạch của vũ trụ rồi ha, cho nên bạn không có thể nào thay đổi được đâu nhưng mà tới thời điểm đúng lúc thì mọi thứ nó sẽ có sự chuyển đổi thôi ừ. và nó sẽ kết thúc ha những giai đoạn mù mờ mây mù che lối này sẽ kết thúc đừng lo lắng ừ. ở đây một số bạn các bạn đang tập thể dục các bạn đang giảm cân là mình thấy các bạn đang gọi là uh, sắp gọi là biến thành phượng hoàng rồi ha kiểu như là bạn sẽ đẹp đẽ hơn đó À, dốc dáng của bạn nó có sự thon gọn hơn nếu như bạn có sự cố gắng từng ngày từng ngày một ừ. những cái sự nặng nề à, những cái nỗi buồn gì đó của bạn sẽ có sự kết thúc hoàn toàn ha hoặc là cái vùng mỡ các bạn sẽ bị triệt tiêu ha nói là như vậy và đừng để tâm đến những lời nói bàn tán xung quanh những cái lời tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nha à. nói chung là đây thời điểm giống như là mình tu thời à. à, điểm để mình gọi là Ừ, tập trung vào cái sự bình thản ha à, lấy bản thân làm cái sự ưu tiên chứ bạn không có nên gọi là tập trung quá nhiều vào người khác hoặc có quá nhiều cái drama tiêu cực bên ngoài ở đây một số bạn các bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 2 rất là liên kết với các bạn luôn đó ừ trái bài này là trái bài ăn tiền nhất trong cái trái bài các bạn <laughs> ở đây mình thấy là thời điểm này bạn sẽ rất là dễ gây hấn hoặc là tranh cãi hoặc là mất đi những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp gì đó hoặc là người yêu cho nên các bạn hết sức cẩn trọng để tránh đôi co tranh cãi mâu thuẫn rồi bản thân mình lại tổn thương không có thể gọi là cứu vãn kịp ở đây thời điểm này chưa phải là thời điểm tốt ha, nếu như các bạn nào tiến hành cuộc phẫu thuật thẩm mỹ gì đó coi chừng ha. hãy có sự gọi là tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh tiền mất tật mang nha. Có nhiều sự lựa chọn và phải lựa chọn đúng đắn phù hợp. Từ từ ha, à, bình tĩnh tìm kiếm thông tin chứ đừng có vội vàng. Ừ. Mình thấy là như vậy. Ở đây thì mình thấy bạn tụ 1 các bạn tụ 2 cũng có cái lá bài liên quan đến vấn đề gọi là đừng để quá khứ nó cản trở bạn nha một số bạn có thể là các bạn đang cảm thấy bị mắc kẹt vào vấn đề gì đó ha hoặc là liên quan đến quá khứ thậm chí có thể liên quan đến các uh, kiếp trước nữa uhm. một cái dấu hiệu cho thấy uh, tình huống hoặc là mối quan hệ mà bạn đang hỏi đến uh, bằng cách nào đó nó trở nên ngột ngạt thậm chí là độc hại à, các bạn được khuyến khích hãy buông uh, uh, buông buôn bỏ ha, thả ra và có một cái sự gọi là giải quyết những cái vấn đề uh, nghi ngập trong cái mối quan hệ này uh, những sự tô xít độc hại um, không lành mạnh các bạn cần phải giải quyết nó và bạn đang bị thách thức bởi cái việc gọi là có những cái sự chuyển đổi thay đổi trong cuộc sống. đôi khi có những cái biến cố hoặc có những cái điều gì đó mà bạn không mong muốn nó lại đến, à, thì việc có các bạn là nên có sự nhẹ nhàng. Ha. Và cái vấn đề này xảy ra nhưng mà bạn được an toàn nha. À, cho nên bạn cứ để cho nó diễn ra. tự nhiên ha. Bạn cứ tin tưởng rằng những điều này đã được vũ trụ uh, bảo kê hết rồi. Ha. Mọi thứ rồi cũng sẽ rơi vào cái vị trí uh, tốt đẹp cho các bạn mà thôi. Ừ. ở đây các bạn hãy có một cái lời khẳng định là bạn giải phóng quá khứ ha à. và đối với những mối hệ nghiệp quả những mối hệ không phù hợp nữa thì bạn được khuyến khích buông bỏ đi đừng có gọi là níu kéo nữa bởi vì bạn sẽ bị mắc kẹt vào nó hoài ha, và khó có thể kết thúc hoàn toàn và đây là thời điểm tốt để bạn có thể kết thúc à, và cho bản thân của mình được giải phóng được tự do và có khả năng là trong thời điểm này các bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn, thu hút hơn trong mắt của người khác à. và ở đây thì mình thấy là các bạn được khuyến khích hãy có một sự um, thực hiện những cái thay đổi cần thiết ha để cuộc sống của bạn tốt hơn giống như suy nghĩ tích cực nè hoặc là tập thể dục nè, thay đổi chế độ uh, sống lành mạnh hơn vân vân um. cuộc sống bạn sẽ thay đổi tốt đẹp khi mà bạn có sự gọi là đổi thay theo hướng lạc quan tích cực ha kiểu vậy và đây là thời gian mà các bạn sẽ có sự chữa lành nha à, bạn hãy biết rằng á, quá khứ đã là quá khứ ha, và một tương lai tươi sáng hơn đang quẩy gọi các bạn ừ. tuy nhiên trước khi bạn thực hiện các bước tiếp theo bạn hãy đảm bảo rằng à, bạn và cái đối tượng của bạn hoặc là cái vấn đề của bạn đã được chữa lành ừ. đây không phải là lúc để bạn che đậy những cái vết nứt hay chỉ đơn giản là giả vờ rằng mọi thứ đều ổn đúng hơn là bạn vẫn cần thêm một chút thời gian để chữa lành và so dịu cả bản thân và bất kỳ ai khác đang cần ha ừ và sau đó hãy nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ đều có thể xảy ra nếu bạn tin vào điều đó và đây là thời điểm mà các bạn nên đầu hàng và chờ đợi cái sự hướng dẫn của vũ trụ ha và những hiểu biết sâu sắc có thể nó sẽ được nảy sinh trong cuộc sống của các bạn ha và ở đây nếu như một ai đó hoặc một cái điều gì đó thực sự không tốt với các bạn thì các bạn không cần phải gọi là tranh chấp đôi co mâu thuẫn với họ bạn không cần phải gọi là chiến đấu với họ nữa buông bỏ ha bởi vì um, bạn càng buông bỏ thì bạn càng thảnh thơi càng thư giãn chứ bạn có một cái sự đôi co với họ có khả năng diễn ra những cái kết quả mà bạn không lường trước được một cái hậu quả lớn thậm chí liên quan đến tính mạng con người các bạn đừng khuyến khích đừng quá hung ăn hung hăng trong thời điểm này tiết chế lại nha ừ. hoặc là ai đó cố ý gây chuyện với bạn thì bạn hãy tha thứ bao dung bởi vì uh, một số bạn các bạn đang ở trong cái giai đoạn hơi bị xui rủi rồi thì bạn rất là cần sự may mắn và chính những người này đem đến may mắn cho các bạn các bạn phải biết ơn họ vì có các bạn chỉ đơn giản là im lặng rời đi và tha thứ là bạn đang hốt trọn may mắn của họ rồi ha và mình thấy là các bạn uh, nên cho bản thân của mình được nghỉ dưỡng nghỉ ngơi thư giãn và tinh thần của bạn nên có sự gọi là sản khoái trở lại nếu như bạn ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn ha một số bạn các bạn sẽ nâng cấp cái khả năng chữa lành của mình ha, để bạn có thể giúp đỡ những người khác ừ, hỗ trợ họ thông qua những kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được ừ. và ở đây các bạn được khuyến khích là đừng để cái lòng tự tôn ha cái bạn ngã cái sự gọi là cao ngạo của bản thân nó giết chết các bạn ha. nó cản trở cái con đường các bạn đó ừ bởi vì mình thấy có thể có những cái sự tranh cãi diễn ra và bạn muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình bảo vệ cái tôi của mình cái sự tôn nghiêm của mình bạn muốn giành chiến thắng cho bạn được thậm chí có khả năng đôi co gây gỗ là có khả năng sẽ có cái những cái trường hợp như mình nói là không thể kiểm soát được và thậm chí khiến cho bạn khói hận cả đời mà nó liên quan đến vấn đề gọi là uh, tù tội hoặc là rơi vào vòng lao lý cho nên là đừng làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bản thân hoặc gia đình các bạn hoặc ảnh hưởng đến người khác Ha, im lặng bình tĩnh uh, tu tập hiện lành trong thời điểm này ha, nên gọi là tu nhiều hơn trong thời điểm này đó ừ. và bạn là người có khả năng chấm dứt được những cái tình trạng bế tắc nảy sinh uh, khi mà bạn có sự gọi là phát triển cái tình yêu thương ha, và suy nghĩ vì cái lợi ích lớn hơn uh, nó sẽ giúp cho bạn có thể giải quyết được những cái tiền tình, tình thế tiến thoái lưỡng nan uh và bạn cần phải có một cái sự tìm sự cân bằng giữa nhu cầu của bản thân bạn ha, và những cái việc làm của mình hoặc là nhu cầu của bản thân với nhu cầu của những người xung quanh và cái điều này sẽ giúp ích cho mọi mối quan hệ trong cuộc sống các bạn ha. lòng tự trọng thì là tốt nhưng mà cái sự phù phiếm thì không nên bạn à, hãy biết rằng mọi người đều quan trọng như nhau ha. À, đừng nên gọi là coi thường người khác khi mình mà đạt đến cái đỉnh cao kiểu như vậy và ngoài ra một số bạn các bạn có khả năng có một cái sự thôi thúc sáng tạo cái điều gì đó thì hãy thực hiện nó ha ừ. một số bạn nếu như bạn không có cản được cái bản ngã của mình cái sự hung hăng của mình rất là dễ gọi là mất đi một cái tình bạn hoặc là một cái tình yêu uh, tốt đẹp nào đó của các bạn đó ha hoặc là một cái mối quan hệ trong gia đình có sự uh, gãy đổ ha mình thấy là như vậy nhưng mà bạn có thể điều chỉnh được ừ. và bạn được khuyến khích hãy mang cái tình yêu thương vào cái hoàn cảnh của các bạn ha. À, bạn đang hướng tới cái sự tiến bộ và hiện đại ha và đây là lúc mà bạn nên có sự tiến về phía trước. Uhm, bạn không còn nhìn lại quá khứ nữa. Và sự thay đổi đang diễn ra và nó có thể đến với bạn một cách nhanh chóng. Và việc bạn có đạt được cái sự thay đổi như mong muốn hay không nó phụ thuộc cả vào việc bạn có tin rằng mình có thể có được nó hay không và bạn dựa vào người khác đến mức nào để mang nó đến cho bạn ha. Ừ. Bạn cần phải làm mọi việc một cách độc lập, không phụ thuộc, không cậy nhờ, ha, làm một mình. Nhưng hãy có một cái sự gọi là à, lan tỏ sự yêu thương chứ đừng quá thực dụng. Ừ. Và quá khứ đã là quá khứ rồi, hãy buông bỏ nó là được rồi. Ha. Toàn là những cái trả, những cái lá bài liên quan đến vấn đề buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai, càng sớm càng tốt. Ừ. Và ở đây mình thấy cái suy nghĩ sáng tạo sẽ mang lại cho bạn cái giải pháp đó ha. Và có những tình huống gì đó tiêu cực thì bạn cần phải tách biệt nó ngay bây giờ. Và một số bạn các bạn có thể cải thiện cái nghiệp chướng của bạn bằng cách bạn làm một số công việc từ thiện đó ha. À và đây à, lá bài gọi là tốt đẹp dành cho các bạn đó là sự kết thúc của một chu kỳ khó khăn đang đến gần rồi <laughs> cho nên bạn có thể thở phào nhẹ nhõm rồi ha uhm. nỗ lực là là điều cần thiết cho các bạn ha à. ở đây thì mình thấy là các bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề mọi thứ mọi việc trong cuộc sống các bạn thì đây là thời điểm mà các bạn nên có sự đối mặt với vấn đề của mình rồi ha. đối mặt với hiện thực của mình ừ đây là thời điểm mà các bạn nên lập kế hoạch nó sẽ giúp ích cho các bạn à, nếu cuộc sống cá nhân của bạn gặp rắc rối thì bạn hãy ưu tiên nó nhiều hơn nha ừ. bạn được khuyến khích giải phóng cái quyền kiểm soát ha, và tin tưởng vào vũ trụ à, hoặc là một số bạn kết thúc một cái dự án nào đó ha ừ. và ngoài ra tìm sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và điên tư của các bạn đã đến lúc bạn ngừng lo sợ cái điều tồi tệ nhất ha ừ bởi vì mọi thứ nó sẽ kết thúc cho nên bạn không cần phải gọi là quá lo lắng quá phiền muộn nữa à, sắp tới là cái thời điểm mà gọi là tươi sáng hơn cho các bạn à, có thể là khi kết thúc cái giai đoạn trăng tròn này mọi thứ nó sẽ sáng tỏ trở lại ừ. và đã đến lúc bạn phải có sự giải tỏa cái nguồn năng lượng tiêu cực rồi à, nếu như bạn cảm thấy như là có những cái sự hoang tưởng hoặc là có những hành động kỳ lạ ừ thì ở đây một cái thông điệp trực tiếp từ vũ trụ à, để giúp cho bạn có thể ngăn chặn cái điều đó ừ. cái việc mà lo lắng quá nhiều là cái điều vô nghĩa nha à, để đến lúc bạn phải giải tỏa một cái tiêu cực xung quanh tình huống mà bạn đang tắc mắc và nếu như ai đó đó sự không tốt với bạn hãy buông bỏ họ ha ừ. và đây là có thời điểm đầy cảm xúc mạnh liệt ha và nó khiến cho bạn có khả năng là có những hành động mà mình không kiểm soát được cho nên mình mới nói các bạn nên tiết chế kiểm soát và có thể là các bạn nên ở một mình nhiều hơn <laughs> À, tránh uh, những cái ra ma tiêu cực nó ảnh hưởng đến tinh thần cảm xúc các bạn nha ừ. tránh xa bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy độc hại ha và ở đây thì một số bạn thì có khả năng cái vấn đề về uh, chuyện tình cảm hoặc là đời sống uh, uh, tình ái gì đó của các bạn có thể nó sẽ được cải thiện nếu như bạn nỗ lực ha à. bạn uh, có tất cả những gì bạn cần bên trong để mang lại cái kết quả mà bạn mong muốn đó À và đã đến lúc các bạn phải chuyển sang cái sự gọi là sống sợ hãi sang sống vui vẻ rồi ha. bạn có quyền có những nghi ngờ nhưng mà bạn có quyền gọi là dập tắt những nghi ngờ bằng những cái sự tích cực cho tương lai. À, ở đây mình thấy các bạn sẽ có những cái sự như những cái mối hận thù độc hại gì đó thì hãy để để cái điều đó nó qua đi. À, các bạn sẽ có một cái sự kết thúc của cuộc tranh cãi hoặc là ở đây tốt nhất là thời gian này không nên tranh cãi gì hết. À, bởi vì nó không mang đến cho bạn kết quả mà nó mang đến cho bạn cái hậu quả vô cùng à, thảm thương đó cho nên là tốt nhất thôi tránh đi ha Mình đã nói rồi bạn có thể tránh được ừ, tránh đi à, dẹp bỏ cái tôi của mình xuống và bạn chỉ cần yên bình thôi thanh thản hơi thôi, thôi bởi vì cái giai đoạn này sắp kết thúc rồi bạn phải kiên nhẫn kiên trì bền bỉ à, Bởi vì khi đôi khi mình không kiểm soát mình hành động một cái là mọi thứ có sự tan tành đó ha cẩn thận đây các bạn đừng khuyến khích đi ngủ đi hay dành thời gian để nghỉ ngơi để tình dưỡng à, thoải mái hoặc là bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ kỹ thận cẩn thận kỹ lưỡng chứ à, đừng có vội vàng hấp tấp đưa ra những lời nói thực sự tổn thương gì đó thì khó có thể gọi là lấy lại được ha à, một số bạn các bạn đang trong giai đoạn chữa lành như mình nói có sự cân bằng có sự hài hòa hoặc là bất cứ điều gì các bạn cũng phải có sự đông cân đông đo đếm à, tiết chế uống lưỡi bảy lần trước hay nói ha à, và cung cấp nguồn nước cho cơ thể hoặc là đi đến những nơi gần ao hồ sông suối có cây xanh bóng mát rồi đó để mình cảm thấy thanh thản bình yên nhất vui vẻ nhất <laughs> một số bạn thì mình thấy khả năng các bạn sẽ kết thúc một cái mối quan hệ như mình nói độc hại sẽ gặp được một cái tình yêu mà các bạn sẽ có sự gắn kết về mặt tâm hồn về cái về vấn đề gọi là hòa hợp về mọi mặt ha đồng thời có thể là các bạn sẽ là những người tri kỷ những người tâm giao những cái người mang đến cho nhau những cái niềm vui ha à, sự hòa thuận ừ, một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có sự gọi là à, chữa lành và bạn có sự tha thứ cho những cái à, điều trong quá khứ ừ, những cái mâu thuẫn gì đó sẽ được giải quyết à, một số bạn thì mình thấy có thể là bạn sẽ thích đi chùa đi nhà thờ hơn trong thời điểm này hoặc là ở đây thì mình thấy à, các bạn được khuyến khích là dĩ hòa di quý đó hài hòa thân thiện đó ừ, và có sự rõ ràng cẩn trọng trong ngôn từ ha À, kỹ lưỡng trong lời nói và trong thời điểm này có thể các bạn sẽ là người chiến thắng được cái hoàn cảnh các bạn thôi hoặc là các bạn còn mở ra cho mình một cái cơ hội mới để mình có thể phát triển bản thân à, và có thêm một cái cộng đồng mới đến với các bạn chẳng hạn và ơn trên luôn có sự gọi là theo dõi quan tâm và có sự bảo vệ cho các bạn và ngoài ra thì mình thấy khi mà các bạn gọi là giải quyết được cái vấn đề này các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm tốt đẹp sâu sắc để bạn có thể giúp đỡ cho những người khác ha bạn có tiếng nói trong cộng đồng bạn có tầm ảnh hưởng cho nên là những cái điều này đến với các bạn để cho bạn có thể có được những cái bài học từ đó bạn uh, giúp ích được ha hỗ được hỗ trợ được san sẻ được và có khả năng là cứu được rất là nhiều uh, những cái uh, người có cái sự gọi là uh, bị uh, tiêu cực quá thậm chí muốn kết liễu đời mình nhưng mà khi mà được nghe sự chia sẻ các bạn họ trở nên tốt hơn uh, họ rồi xa được sự tiêu cực và sống lành mạnh hơn ha kiểu vậy. Một số bạn thì mình thấy có thể là bạn sẽ tham gia những khóa huấn luyện, một khóa đào tạo hoặc là bạn được khuyến khích hãy học hỏi phát triển và đồng thời trong thời điểm này hãy biết lắng nghe sự hỗ trợ, sự động viên hoặc là lời khuyên để tránh đưa ra những hành động sai trái ha ảnh hưởng đến cái quyền lợi của mình và thời điểm này có thể như mình nói cũng có trong nhiều trả bài mình nói rồi có một số người sẽ có sự rù quến kéo các bạn vào những cái uh, hoạt động tiêu cực gì đó hoặc là một cái cộng đồng gì đó mà không được uh, nhà nước công nhận ha, những cái đội nhóm nào đó uh, về tâm linh nhưng mà họ lại đi theo cái đường hướng sai lệch cho nên các bạn cần hết sức cẩn trọng rõ ràng và tìm kiếm thông tin để tránh bị người khác dẫn dụ dẫn dắt rồi khiến cho cuộc sống của bạn trở nên gọi là bế tắc ha uh. Và một số bạn có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng thì cẩn thận ngôn từ bởi vì có thể cái ngôn từ, cái lời nói là con dao hai lưỡi. ha Nó có thể cứu người nhưng mà nó cũng có khả năng gây hại cho người khác hoặc là người ta sẽ chầm chầm vào lời nói của bạn để có thể gọi là bắt bẻ các bạn đó. Cho nên là mình như mình nói uống lưỡi bảy lần trước khi nói, cẩn trọng. Mà, nhưng mà mình thấy là mọi vấn đề của bạn sẽ được giải quyết thôi ha Mọi thứ sẽ hài hòa trở lại cân bằng trở lại vì có các bạn bây giờ là khi mà mình không có điều chỉnh được bất cứ điều gì thì mình hãy điều chỉnh bản thân của mình ha tập trung vào bản thân yêu thương bản thân của mình rồi mọi thứ cũng sẽ gọi là trôi qua bởi vì uh, bên trong có các bạn lo sợ thì bên ngoài nó cũng sẽ tiêu cực và khi mà bên trong các bạn nó có sự an lành có sự gọi là hài hòa không lo sợ nữa thì mọi thứ sẽ được chuyển biến theo cái hướng tốt đẹp rõ ràng cho các bạn ha. À. các bạn sẽ nắm được cái giải pháp hoặc có được cái kế hoạch hoặc có được cái sự thay đổi À, theo cái hướng gọi là chiến thắng dành cho các bạn. Các bạn sẽ giữ vững được cái vị trí, giữ đựng, giữ vững được cái quyền lợi hoặc là giữ vững được cái um, sự cố gắng của các bạn thôi. À, chỉ là cố gắng vượt qua cái giai đoạn này thật là tốt ừ. và nó cũng đang gần trong cái giai đoạn kết thúc rồi. À, những cái khó khăn gì đó gần kết thúc và bạn sao giống như con chim phượng hoàng lửa rồi nè, bay lên từ đóng cho tàn rồi nè. <laughs> nên họ cho nên hãy cố gắng vượt qua và đừng để những cảm xúc tiêu cực khiến cho bạn muốn làm điều gì đó gây hại cho bản thân thì đó là một điều gọi là vô cùng tội lỗi. tốt nhất là không làm hại bản thân nha, yêu thương bản thân bạn rất là quý giá. À một số bạn các bạn có tìm người yêu thì các bạn cần phải kỹ lưỡng, kỹ càng ha để tránh gặp phải những cái người không tốt, họ phá hủy cuộc đời của các bạn đó. cho nên đừng vội vàng bước vào yêu nha. Cẩn trọng một chút ừ. suy si tính một chút uh, Hoặc là tìm hiểu một khoảng thời gian rồi Mình mới tính đến cái câu chuyện gọi là gắn bó Chứ uh, mà bạn vội vàng rất là dễ gặp người sai ừ. Hoặc là trong những cái bạn mà gọi là đang yêu Thì các bạn nên có sự cẩn thận Trong lời ăn tiếng nói của bản thân Hoặc là suy nghĩ các bạn để tránh gọi là gây ra Những cái sự tổn thương cho đối phương các bạn Rồi hai bên có sự cãi vã rồi Kết thúc thì mỏi mệt lắm ừ. Có những kết thúc uh, tiêu cực à, với những người tiêu cực là, là đúng nhưng mà có những cái bạn gọi là có một cái tình yêu đẹp nhưng mà các bạn có sự nghi ngờ quá mức à, dẫn đến cái sự kết thúc thì nó rất là à, ổn ha thấy như vậy cho nên các bạn mới được khuyến khích hãy lấy tình yêu ha à, mang tình yêu vào hoàn cảnh của các bạn để có thể có cái cái sự rõ ràng ừ. và ở đây những bạn nào mà liên quan đến vấn đề về sức khỏe thì sẽ được chữa lành nha à và đừng quá bi quan đặc biệt những bạn mà bị xương khớp nè các bạn bị đôi mắt nè các bạn có những cuộc phẫu thuật nào đó thì sẽ được chữa lành sẽ được những cái người có chuyên môn có tay nghề cao giúp đỡ nhưng mà các bạn cũng phải tìm kiếm người phù hợp à, có tay có cái sự gọi là uy tín nha Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn. Hi xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi uh, năng cái thông điệp uh, trăng rằm tháng 10 âm lịch uh, của bạn là gì. Ừ. Và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tù ba là những người các bạn đang đối mặt với nhiều cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của bạn có thể là bạn hơi bị uh, uh, căng thẳng hoặc một số bạn có thể bạn có sự hơi bị mông lung ừ. một số bạn các bạn đang có những cái lắng lo về vấn đề tài chính hoặc là vấn đề tình yêu các bạn cũng rất là mong muốn được kết hôn đặc biệt các bạn nữ ha ừ. nhưng mà bạn cảm thấy cuộc sống của bạn đôi khi uh, tình yêu nó lận đận thậm chí là tiền bạc nó cũng không có đi vào cái quỹ đạo tốt như vậy các bạn đang rất là mong muốn mọi thứ sẽ hài hòa sẽ hoàn thành sẽ trọn vẹn hoặc bạn đang có sự cầu nguyện cho người thân yêu các bạn rất là nhiều và cho cộng đồng các bạn ha mình thấy là như vậy vào ở đây mình thấy các bạn đang có sự là nghĩ ngợi vấn đề tình cảm rất là nhiều đó thậm chí một số bạn các bạn là các bạn uh, rất là lãng mạn trong tình cảm hoặc là bạn rất là đào hoa được nhiều người săn đuổi yêu thích uh, và đôi khi bạn cũng không biết là nên chọn ai nữa uh. hơi ngần ngừ uh, giữa nhiều đối tượng ha một số bạn ở đây các bạn là những người có sự cá tính có sự nhiệt huyết cái sự thoải mái, cái sự độc lập, sự tự do và là một người có sự gọi là hài hước, hớm hỉnh và vui vẻ. Ừ. các bạn rất là nhiệt thành ha, và sáng tạo và thời điểm này các bạn đừng để những cái điều mệt mỏi nó ngăn trở cái niềm hạnh phúc các bạn bởi vì sắp tới đây mình thấy mọi việc trong cuộc sống của bạn nó tốt đẹp nó diễn ra hoàn toàn thuận lợi cho các bạn thậm chí là tình yêu à, và khiến cho bạn có một cái nụ cười tươi như thế này cho nên là bạn không có cần phải để những cái lo lắng vô nghĩa nó ảnh hưởng đến cái tinh thần của bạn cứ gọi là sống lạc quan vui vẻ và tốt đẹp ừ. hãy sống giống như những đứa trẻ vậy đó ha à, đứa trẻ con vậy đó ha? vui vẻ với cuộc sống và không giờ bao giờ để bản thân của mình quá nhiều cái uh, muộn phiền ừ. và thời điểm này các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến người thân gia đình con cái cha mẹ các bạn ha tới với những bạn có con cái rồi đó À mình thấy các bạn có thể là sẽ gặp được một cái người mang năng lượng nữ đây là một người thông minh uh, đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm ha là những người có kinh nghiệm sống thì có thể họ sẽ huấn luyện đào tạo hoặc là cho bạn cái niềm tin có động lực để hướng về phía trước ha. và khi bạn tin thì bạn sẽ có được ha uh, đức tin sẽ giúp cho bạn có thể gọi là đạt được um, trọn vẹn thậm chí là gấp nhiều lần ha so với những gì bạn mong đợi đó Tông điệp trăng rằm tháng 10 âm lịch dành cho các bạn tuổi 3 là gì? Một số bạn chọn luôn tuổi 2 với tuổi 3 à. Đây mình thấy dường như cả các bạn, tất cả mọi người Dường như trong cái giai đoạn này các bạn có một cái sự gia tăng cái sự tự tôn hơi cao ha à hoặc là hơi trở nên kiêu hãnh tự kiêu gì đó cho nên là ai cũng gặp cái phải cái lá bài liên quan đến đừng để cái sự tự tôn của các bạn nó ngăn cản cái thành công của các bạn đó và ở đây thì bạn có thể gọi là chấm dứt tình trạng bế tắc của mình khi mà bạn có sự gọi là đem nhiều cái sự yêu thương cái cặp mắt trang uh, hòa hơn uh, trong cái suy nghĩ của mình uh, cho cái uh, giải pháp giải quyết được cái vấn đề tiếng thói lưỡng năng của các bạn. Ừ. Ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích hãy có sự cân bằng ha giữa nhu cầu bản thân và nhu cầu của người khác và điều này sẽ giúp ích cho mối quan hệ của các bạn, cho mối quan hệ trong tình yêu hoặc là trong công việc, ha, trong những mối quan hệ xung quanh. Các bạn được được khuyến khích là đừng quá gọi là đôi co hoặc là cần phải chiến thắng người khác mà hãy có một cái sự gọi là hài hòa, hòa nhã. Uh, thân thiện thì sẽ hay hơn cho các bạn ừ. và bạn hãy biết rằng mọi người đều quan trọng như nhau cho nên bạn cũng được khuyến khích là mình giỏi thì mình cũng nên, nên xem thường người khác ha hãy có một cái sự khiêm tốn khiêm nhường thì nó sẽ giúp cho cái con đường thành công của bạn nó được dưỡng chảy ừ. một số bạn ở đây nếu như các bạn có một cái sự hơi bị căng thẳng hoặc là bạn hơi có một sự gọi là tôn nghiêm quá hoặc là có một cái sự ừ chỉ bảo vệ lập trường của bản thân mà không nghĩ đến suy nghĩ của người khác hoặc không biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ thì có thể bạn sẽ làm cho bản thân mình mất đi những cái mối quan hệ bạn bè thực sự tốt hoặc là những cái mối quan hệ gia đình ở đây thậm chí là trong chuyện tình cảm nữa đó và hãy mang tình yêu vào hoàn cảnh của các bạn ha các bạn đang hướng tới cái sự tiến bộ và các bạn trở nên gọi là biết suy nghĩ hơn cân bằng hơn hoặc là có một sự tỉnh thức hơn thì các bạn cũng phải có những cái hành động thay đổi để chứng tỏ bạn là người trưởng thành hơn ừ. bạn không cần nhìn lại quá khứ đây là uh, thời điểm mà các bạn sẽ có một cái sự thay đổi gì đó diễn ra nhanh chóng ha ừ. và việc mà bạn có đạt được cái sự thay đổi này hay không ha, phụ thuộc vào việc bạn có tin rằng mình có thể uh, có được nó hay không à, và bạn dựa vào người khác đến mức nào để mang nó đến cho bạn, ừ. bạn được khuyến khích hãy có một cái sự độc lập tự lực cánh sinh tự mình gọi là kiến tạo tự mình suy nghĩ tự mình sáng tạo, đừng phụ thuộc đừng dựa dẫm, ừ. hãy có một sự lan tỏa tình yêu thương nhưng mà đừng quá thực dụng ha và bạn cần thiết cần phải buông bỏ quá khứ rồi và hướng tới cái tương lai của bạn càng sớm càng tốt đó. Ừ và hãy tách biệt bản thân khỏi những cái tình huống ngang trái à, tiêu cực đối với bạn một cái suy nghĩ sáng tạo tích cực sẽ mang lại cái giải pháp đúng ha à. và một số bạn ở đây các bạn có thể cải thiện cái vấn đề nghiệp chướng của bạn bằng cách bạn làm một số công việc từ thiện ha giúp đỡ và cho đi nhưng mà phải giúp đúng người đúng hướng là cân cân bằng ha à. và ở đây thì mình thấy các bạn sẽ vượt qua được cái nỗi sợ hãi của các bạn ha à, một cái sự tái sinh đang đến ha ừ bạn hãy coi cái hoàn cảnh của bạn như một con phượng hoàng nó trỗi dậy từ đóng cho tàn ha như một cái mô hình sinh tử tái sinh ừ. dù cho bạn đã trải qua những điều gì thì luôn có những cái khởi đầu mới ở phía trước à, có thể có chút bóng tối nhưng mà cầu vòng và kỳ lân sẽ xuất hiện ha sẽ có những sự sâu sắc và biến đổi à, và một cái sự khởi đầu mới và một cái thời kỳ quyến rũ hơn nếu bạn đã trải qua một cái gì đó gọi là hạn hán hoặc là một số bạn có thể là các bạn sẽ có những sự thân mật tình cảm hơn trong những cái mối quan hệ đặc biệt là trong quan hệ tình yêu ha và những cái gì sắp đến với cuộc sống các bạn nó sẽ khá là sâu sắc ha và khiến cho bạn có rất là nhiều những cái cảm xúc dâng trào ha và đã đến lúc bạn có sự buông bỏ những cái mối hận thù mà bạn đang ôm giữ hãy vượt qua cái sự ganh tị đừng bị ám ảnh nữa ha và đừng để bản thân của mình bị hoang tưởng, bị ảo tưởng, sức mạnh Hãy đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn Thời gian để nghỉ ngơi, thời gian để cân bằng Đầu tư về kiến thức, trí tuệ và nhân cách Và ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích Hãy có sự bước ra vào cái vùng an toàn các bạn ha Đã đến lúc bạn phải bỏ lại quá khứ phía sau Và bạn đang đi đúng hướng rồi Nếu bạn muốn hạnh phúc và thỏa mãn Bạn cần phải bắt tay vào làm cái điều À, mà bạn gọi là mong muốn bạn uh, thay đổi ha và cuộc sống của bạn nó chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi mà thôi ha à, đây là thời điểm các bạn nghĩ về cái mục đích sống của mình ha lý tưởng sống của mình ừ. bạn đang được thôi thúc ha để các bạn gọi là có một cái sự dám làm điều gì đó khác biệt với cuộc sống và định hướng của mình để hành động và khi mà bạn có sự gia tăng cái sức mạnh sự can đảm thì bạn có được những cái bước nhảy vọt Ha, à. và ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có sự tự hỏi bản thân tại sao mình lại không gọi là bước ra khỏi cái dùng giới hạn này sớm hơn ha, để có được cái thành công như thế này sớm hơn ha ừ, bạn hãy biết rằng bạn đang đi đúng hướng ha. bạn đang hướng cái điều gì đó nó giống như định mệnh rồi ừ. và đã đến lúc bạn ngừng ám ảnh về một ai đó hoặc một cái điều gì đó ha hãy đứng trên đôi chân của chính mình ừ. và bạn sẽ có được cái điều mà bạn khát khao mong chờ đó ừ ở đây thì cuộc sống của bạn cũng có những điều tuyệt vời xuất hiện nhưng mà đôi khi thì cũng có những cái điều khiến bạn cảm thấy mỏi mệt tiêu cực thì đây là thời điểm mà các bạn nên có sự gọi là loại bỏ những cái điều gọi là khiến bạn có những cảm xúc độc hại ha ừ. và ở đây thì một cái lời hứa dành cho các bạn đó là um, cái điều bạn mong muốn nó sẽ không bị mất đi ha hoặc là những gì mà bạn gọi là cố gắng gìn giữ nó sẽ không bị mất đi tuy nhiên có những cái thay đổi hoặc điều chỉnh cần thiết trước khi bạn đạt được cái mục tiêu của mình ha ừ và bạn được khuyến khích là hãy có sự tìm hiểu nhiều hơn và có những hành động đúng đắn phù hợp hơn và đã đến lúc bạn cần phải buông bỏ con người cũ tiêu cực cũ những cái niềm tin hàng hẹp cũ để bạn bước vào cái không gian đổi mới hoàn toàn bản thân của mình và cuộc sống của mình hãy có sự đánh giá lại tình hình cuộc sống của bạn nhìn lại mọi thứ và có sự gọi là thay đổi những điều không tốt ha những cái lối sống tiêu cực của bản thân để bước vào cái giai đoạn tái sinh à. Và cuộc sống của bạn có thể mất cân bằng và điều này có thể gây ra vấn đề cho các bạn ha. Có lẽ đến lúc bạn phải ấp ủ một cái kế hoạch hoàn toàn mới rồi. À, một cái gì đó mới mẻ và thú vị đang đến gần. Ừ. Và bạn có thể cần phải có sự tin tưởng để chuyển tình trạng này à, hướng về phía trước ha. Ừ. Và mình thấy các bạn được khuyến khích hãy dành thời gian để thiền định, để chiêm nghiệm ha để cân bằng ừ. Và ngoài ra thì một khởi đầu mới đang đến với các bạn rồi và một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích hãy nói lên những lời nói của tâm hồn bạn và trái tim của bạn. À, những cái lời khẳng định tích cực sẽ giúp cho bạn có khả năng gọi là biến những cái điều đó trở thành thực tế. ha ừ. Và ở đây thì mình thấy có rất là nhiều những cái thông điệp liên quan đến vấn đề gọi là biến ước mơ trở thành hiện thực đó. Ừ. Một số bạn có thể là bạn sẽ có một sự phát triển về vấn đề cảm xúc hoặc là liên quan đến sự sáng tạo ha hoặc là bạn có sự tham gia vào cái điều gì đó liên quan đến nghệ thuật vân vân. À. Và bạn hãy có một sự như mình nói là đối mặt nỗi sợ hãi của bạn bởi vì nó đang cản trở các bạn và cái tình trạng này của các bạn sẽ được chữa lành ha. À, và hãy tránh để bản thân của mình trở thành một người lừa dối hay có sự trung thực ngay thẳng và có trách nhiệm trong những việc bạn làm hoặc là giữ cho mình cái sự tỉnh táo để không có bị người khác lừa dối ừ, lừa đảo một số bạn ở đây mình thấy các bạn đang cảm thấy rất là buồn cô đơn rồi bệnh tật hoặc là sức khỏe không được tốt hoặc là À, tiền bạc nó bị mất đi vân vân nhưng mà cuộc sống của bạn nó sẽ thay đổi thôi ha những cái điều mới mẻ lại đến có thể là một số bạn sẽ có được cơ hội công việc mới phù hợp hơn hoặc là cuộc sống của bạn nó bắt đầu từ đây nó mở ra một chương mới và chương mới này bạn cảm thấy tự do để làm những điều bạn yêu thích và có khả năng nó sẽ có sự gọi là phát triển ha? hoàn thành được cái giấc mơ của các bạn ừ, có sự phát triển dược bậc ha ngoài ra có thể là bạn sẽ có sự kết nối được với những người bạn những người cộng sự tốt hoặc là bạn được học hỏi ở người khác rất là nhiều để bạn có thể trở thành một cái người chuyên gia trong cái lĩnh vực của các bạn và có sự phát triển nâng cấp nhiều hơn uhm, ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn cũng được mọi người quan tâm chú ý và hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn với những gì mà bạn cần thì họ sẽ tương trợ ha một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ gặp được những người bạn trung thành hoặc là một vài bạn ở đây có thể là sẽ có những cái vấn đề quá khứ nó gây ám ảnh cho các bạn trong thời điểm này, cho nên các bạn mới được khuyến khích là đừng đừng để quá khứ nó cản trở ha, buông bỏ quá khứ đó. Ừ. Ngoài ra thì hãy quan tâm nhiều hơn đến gia đình cha mẹ ông bà con cái, à, nếu như các bạn có ha, bởi vì thời điểm này sức khỏe là quan trọng nhất. Ừ. Các bạn nhớ đeo khẩu trang khi các bạn đến những nơi đông người. Một số bạn có thể là đi đám cưới khá là nhiều, đi đám tiệc gì đó khá là nhiều hoặc là có thể là các bạn cũng sẽ có được những sự hợp mặt gia đình người thân ha à, thời điểm này gia đình là quan trọng người thân là quan trọng và bản thân của bạn cũng rất là quan trọng và hãy có sự tiết chế nhẹ nhàng cân đối tinh thần thể chất hoặc là đừng có quá gọi là áp lực ha đừng có quá gọi là có sự đốc thúc mọi thứ phải nhanh chóng à, bởi vì cái quá trình thành công của các bạn nó có sự gọi là um, theo một cái bước tiến nó à, có một quá trình còn phải hình thành à, phải kiên nhẫn À, cái gì mà gọi là vội quá nhanh quá ha, thì rất là dễ bị dễ thất bại dễ đổ nát ừ. mình thấy thì bạn có vấn đề về sức khỏe bạn không cần phải lo lắng đâu bởi vì sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn nhưng mà bạn cũng phải thay đổi cái lối sống của mình lành, lành mạnh hơn à. và bạn ở đây thì mình thấy là ý chí của bạn sẽ được nâng cao và nó sẽ giúp cho bạn có thể vượt qua được những cái giai đoạn gọi là tâm tối khó khăn ha thì mình thấy sau cơn mưa trời lại sáng thôi, ha, những cái điều um, tiêu cực này sẽ bị đẩy lùi thôi. à Các bạn giống như vậy phóng giải tỏa được áp lực, giải phóng được cái nhà tù tinh thần á, các bạn được uh, tự do, được cởi mở và có được cái uh, niềm tin yêu vào cuộc sống hơn, có được cái sự lạc quan yêu đời trở lại ha, kiểu vậy. Một số bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn uh, được khuyến khích là hãy thể hiện phát triển cái khả năng ăn nói ha, cái khả năng diễn đạt, cái sự sáng tạo, cái ý tưởng cũng như là cái sự tự tin các bạn bởi vì nó giúp ích rất là nhiều cho cái sự thành công của các bạn á. Ừ. À, một số bạn có thể là sẽ nhận được quyền thừa kế nè ha hoặc là một vài bạn thì có thể là các bạn có thể sẽ có một cái sự gắn kết hoặc là có tin vui về con cái nếu như bạn đang mong chờ ha, mình thấy là như vậy. Và mình thấy tiền tài sẽ đến với bạn trong cái khoảng thời gian mới này trong cái sự thay đổi mới này à, và đến rất là nhiều luôn những gì bạn mất đi hiện tại nó chả, chẳng là gì đối với cái sự trù phú dồi dào thịnh dường của bạn trong tương lai cả cho nên hãy lắng nghe những cái lời nhắc nhở này và mình thấy bạn không chỉ giàu có mặt tiền bạc mà còn có sự giàu có mà cảm xúc các bạn cảm thấy choáng ngợp cảm thấy gọi là vỡ hòa với những niềm hạnh phúc mà bạn có được trong tương lai à, và nó đang đến gần các bạn rồi các bạn phải đổi mới hãy thay đổi hãy tiến lên phía trước nha đừng có sống mãi trong quá khứ trong sự tiêu cực nữa và đây là thời điểm mà các bạn sẽ tạo nên một cái um, sự đột phá cực kỳ lớn ha thời điểm này giống như mình nói các bạn phải điều chỉnh cần phải nhìn nhận lại bản thân của mình những gì mình đã đi qua mình đã thành công ở chỗ nào và có sự thất bại ra sao và tìm ra con đường hướng đi đúng đắn và đam mê của mình là gì ha để tạo ra một cuộc sống mà bạn mong muốn bạn có thể tạo được được nha à. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ uh, ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.